dụng cụ làm vườn em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ quay chi tiết về cái dòng dao mèo, cũng là cái mẫu dao đi rừng mà đơn vị em đang gửi với các bác. Và với cái dòng dao này thì hôm nay em xin chi tiết về kích thước và với cái độ sắc bén thép như thế này để các bác nhà mình xem video sẽ nắm bắt được. Thế đầu tiên là một con dao mèo thì cái phần lưỡi của nó thì nó dài vào 35cm đấy, và tay của nó thì đã được chốt đinh rất chi là chắc chắn để các bác nhà mình sử dụng không bị tuột. Mẫu dao này thì rất thích hợp đối với các bác nhà mình đi rừng chặt cây đấy, và ví dụ như là các bác có thể phát quang làm trong gia đình cũng rất chi là cần. Và tổng chiều dài của con dao mèo này đang là 65cm. Và chất liệu thép thì sẽ là thép nhíp 100%. Sống của nó là sống dày 5 ly. Một cái dòng dao khá là dày để các bác nhà mình sử dụng trong gia đình. Đấy, và tiếp tới thì em sẽ giới thiệu tới các bác con dao quắm nhé. Và ở bộ dao hôm nay thì giá là bao nhiêu tiền em xin chi tiết, sau đó cũng sẽ báo giá. Đây là con dao quắm này các bác này. Con quắm này tổng chiều dài của nó cũng là 65cm. Sống của nó dày 5 phân. Chất liệu thì sẽ bằng thép nhíp 100% như này. Các bác nhìn cái ánh dập nhíp của bên đơn vị em đây. Đấy. Và với những cái dụng cụ đồ nhíp này đơn vị em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Khi xem được cái video này mà các bác đang quan tâm tới đồ làm vườn, đồ làm cây, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay phần tiêu đề video nhé. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi tận nhà các bác. Con dao này đơn vị em đang gửi được các bác là 200.000, miễn phí ship trên toàn quốc. Và với con dao quắm này giá của nó cũng sẽ là 200.000, miễn phí ship trên toàn quốc luôn các bác nhé. Con này nhà em sẽ làm khác hẳn so với những đơn vị khác, rất chi là dày. Và nhà em đã là nhà phân phối chính về tất cả các loại dụng cụ đồ nhíp. Khi các bác mà xem được video này thì các bác đã tìm được một cơ sở chính. Và nó sẽ ăn nhau ở cái phần thép nhíp cao cấp nữa các bác nhé. Nhíp cao cấp các bác nhìn này, lò ánh này như này. Đây mới gọi là một cái nhíp tốt để các bác sử dụng cho bền. Tất cả sẽ được chốt đinh như này hết luôn các bác nhé. Giá sẽ là 200 một con, sẽ miễn phí ship. Đấy, và tiếp tới là tới con dao cầm tay. Đây là con dao quắm cầm tay. Con này các bác chặt phát này. Đấy, con này cũng rất chi là dày dặn và làm theo cái bản để các bác nhà mình phát này, rất chi là dễ nhá. Thì con cầm tay là em đang gửi tới các bác, giá sẽ là 150.000 trên một con. Đấy, và cũng sẽ miễn phí ship trên toàn quốc của con dao cầm tay. Con này sẽ có cái này để các bác nhà mình nếu muốn luồn các bác đóng đinh vào đây nhá, để cho nó chắc cũng rất chi là ok. Đấy, và tiếp tới một cái mẫu nữa là em đưa tới các bác con dao này. Con này, con này thì em đang gửi được các bác là 150.000 cho một con nhé. Đấy, và có một cái con cao cấp hơn là con này. Con này con cao cấp đây, dòng cao cấp đây. Em bỏ con cao cấp này nhé. Đây. So sánh cho các bác xem hai con cao cấp này nhé. Đấy. Con này nó dày như này. Sống nó dày 5 ly. Rất chỉ là dày dặn và đẹp. Đấy. Và cái con dao này hôm nay thì cũng để tri ân khuyến mại từ các bác. Con này thì mọi hôm nó là trên 200, hôm nay mình sẽ để cho các bác 200 luôn. Tổng chiều dài của nó này, đo về chiều dài này. 2 này. 4 6. Con này nó rơi vào tầm 90cm nhá, tổng chiều dài. 200.000. Con này. Con cao cấp nhá. Và con này thì chỉ 150.000, nó sẽ mỏng hơn và nhẹ hơn đấy các bác. Đấy, các bác hãy so sánh thật kỹ. Và đơn vị em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc với tất cả những cái món đồ nhíp này. Bác nào mà có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp. Tiếp tới là tới con dao tông. Đây là con dao tông mà để các bác nhìn mình chặt xương, chặt cây này. Sống dày 5 ly như này. Đấy, con dao cao cấp này nhá. Chất liệu bằng thép nhíp ô tô. Con này em sẽ gửi được các bác, giá sẽ là 250. Miễn phí ship trên toàn quốc ở cái bộ dụng cụ ngày hôm nay. Thì ngoài cái món đồ này ra thì đơn vị em sẽ còn có rất nhiều những cái dụng cụ hay liên quan đến đồ nhíp. Bác nào mà đang cần hoặc đang muốn tham khảo về nhiều đồ, nhớ like, chuông và đăng ký kênh và nút đỏ ngay cạnh góc màn hình để đón xem và lựa chọn được rất nhiều cái món đồ hay của đơn vị em. Và những cái đồ gì mới rèn ra em sẽ quay luôn để cho các bác thì mình được xem nhé. Nhớ đăng ký kênh của em để lựa chọn các bác nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.